Xin chào cả nhà yêu lan trên kênh mình nhá. Hiện tại thì em đang ở thôn Cành Lá, xã Cành Cây, huyện Gió Mây, tỉnh Đồi Núi. Và nói vui vậy thôi, em đang ở một cái khu rừng phải nói là rất là cao. Và bây giờ là 5 giờ chiều, đúng 5 giờ chiều, và khói sương mờ ảo cho không gian nhìn cảnh hoàng hôn rất là đẹp. Cũng như là em đã có duyên bắt gặp sau một ngày leo núi rất là vất vả, thì em đã gặp được một nhánh lan đơn cam. Em phải góp nhặt từng ngày một những nhánh lan đơn cam, có hôm gặp hôm không. Thì cái đấy là duyên của người đi rừng các anh chị ạ. Ngoài ra thì mình đi rừng ấy, thì mình sẽ gặp được những cái loại lan mà khá là bất ngờ. Và mình cũng không nghĩ là trong chuyến đi đấy mình sẽ gặp. Đó chính là một dòng lan mà hôm nay em gặp, là lan gen Trường Sơn. Một cái loài lan rất là đẹp luôn, hoa trắng muốt. Và phải nói là khoảng 5-6 năm rồi thì em mới có dịp bắt gặp lại nó ở một cái cánh rừng cây bàng. Cây lá nó như lá bàng luôn, giống hệt lá bàng luôn. Cây mà em đang leo đây này, thì mùa này nó đang thay lá, lá vàng lá đỏ như rất là đẹp. Và cây nó trơ trụi giữa không gian đỉnh núi như thế này, thì tạo lên một cái khung cảnh thực sự là làm nao lòng người đi rừng, nhất là những người mà có tâm hồn mà nghệ thuật đấy. Giống như em này, em cứ thấy chỗ nào cảnh đẹp là em sẽ dừng lại quay phim chụp ảnh, rồi là có khi là làm thơ đồ các thứ, kiểu kiểu vậy đấy anh chị ạ. Đây cái nhánh đơn cam đây anh chị ạ. Và ở trên thì nó có một cái nhánh gen Trường Sơn nhỏ. Nếu mà chúng ta không để ý kỹ ấy, mà quan sát từ dưới đất dưới kia kìa, nhìn lên kìa, thì sẽ rất là dễ nhầm lẫn hai cái loại này, bởi vì nhìn nó khá tương đồng nhau. Nhưng mà khi mình để ý đến những cái tiểu tiết của nó, để ý thân thủ của nó, nhìn kỹ là sẽ thấy đây là hai loại khác nhau hoàn toàn. Và cái cây này nguyên bản này lấy dễ lắm, bẻ một cái là xong. Cành này là cành khô, đã khô rất là lâu rồi. Và nếu mà không bẻ thì sớm muộn thì nó cũng gãy rụng thôi, và cây lan nó sẽ không còn sống được nữa anh chị ạ. Cái nhành này thì em sẽ ném xuống phía ba lô, tí em sẽ xử lý sau. Đó, chúng ba lô rồi. Và cái khúc gen Trường Sơn ngoài cành này khá là xa này anh chị này, đây, khá là xa và trời đang rất là gió. Em sẽ cố gắng và lát nữa em sẽ quay cho các anh chị coi nhá. Mặt trời thì cũng dần xuống núi rồi kìa, phải tranh thủ thôi. Có những cây gen Trường Sơn này anh chị này, rất là nhỏ thôi nhưng mà đã ra hoa và đậu quả. Thì những cái cây như thế này hay là như thế này, em đều để giống lại. Và đây nữa này, trên đây nữa này, thì em đều để giống lại hết, để cho nó sinh sôi nảy nở khắp cái cánh rừng này. Mặc dù là em không biết là mai mốt người ta có phát cái này đi hay không, bởi vì ở dưới đây một đoạn này, nhưng đây một đoạn là người ta đã phát trồng bời lời, trồng các cây công nghiệp hết rồi. Hy vọng là ở đây nó dốc thì người ta sẽ tha cho cái khu rừng này và sẽ không phát những cái đồi đồi đót dưới đây. Dưới đây những cái cây đót, cây chít kìa, là cây để họ làm chổi ấy anh chị ạ. Bây giờ cố gắng thôi, nhanh nhanh thôi, lấy mấy cây to to. Chẳng hạn như bụi này này, đáng để lấy này. Đó, nhìn lấy nguyên bản sẽ rất là đẹp. Nó ở đầu cành thôi, cách cái cành khoảng 30 cm thôi. Thì em sẽ lấy ở đầu cành này, như thế này đổ ra này, thì nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cây. Bởi vì giống như chúng ta phát một cái cành cây ở nhà cho nó gọn gàng ấy mà. Nhìn đẹp quá các anh chị nhỉ. Em đi lấy nhưng mà thực ra là mệt đấy, nhưng mà vui đấy, hạnh phúc đấy. Em thử chặt một hai phát thì ra là nó đã khô lâu rồi. Bây giờ đạp thử xem. Đó, đạp rụng luôn mà, cành khô mục hết rồi. Những cái con này thì em sẽ gửi lại nhá, không lấy đâu. Hy vọng mẹ sẽ thiên nhiên sẽ nuôi dưỡng tốt, và hy vọng mọi người sẽ không tàn phá khu rừng này, để cho các em ấy sẽ có một cái không gian tự nhiên để phát triển một cách hài hòa, và giống như từ ngày xưa đến giờ, ngàn xưa đến giờ vẫn vậy, sinh sôi trên những cánh rừng Tây Nguyên. Nhìn đẹp không anh chị này? Để xem hoa của gen Trường Sơn nào.
Một cây giả hành của nó này được một vòi hoa, hai vòi hoa, ba và bốn. Đây cũng vậy, hoa rất là sai và đẹp, hoa thơm. Ngoài ra đây có một cái loài lan khác này, cũng khá là xinh xắn đấy, nó mọc kèm vào này. Em lấy nguyên bản rất là đẹp luôn, khúc nào ra khúc nấy luôn. Khúc này thì nó khô mục rồi này, cành khô mục này. Còn khúc này thì em lấy từ đầu cành. Đơn cam cũng là cành mục này, bẻ một cái là gãy. Ngoài khúc đơn cam thì nó vẫn dính theo một cái ren trường sơn ở trên này. Thì em để nguyên như vậy cho nó đẹp. Em lấy hàng nguyên bản nhìn rất là đẹp luôn. Về chúng ta không cần phải cho vào chậu, mà có thể khoan lỗ từ những cái khúc này mình treo lên là nhìn nó khác gì ở rừng đâu. Nhìn chơi như vậy, không gian nó hài hòa vào cây cối, nhìn nó sẽ rất là thích. Cảm giác nó hoang dã đấy cả nhà. Bây giờ thì em sẽ đi dạo một tí rồi gấp rút trở về thôi. Không là trời nó tối mất và không tìm được cái đường ra khỏi chỗ xe máy đâu. Đấy, cũng đã chuẩn bị tối rồi cả nhà. Em đang dừng chân ở một con suối rất là lớn này. Và trời cũng đã tối rồi. Xung quanh đây thì vẫn còn rất là đông vui khi mà có những người làng họ đang ăn uống sau một ngày làm nương rẫy về ở quanh đây. Đấy, sau em á. Cho nên là dù tối thì cảm thấy rất là vui, chứ không hề cô đơn lẻ loi một tí nào cả. Bây giờ nhiệm vụ của em là vượt qua cái dòng suối này. Đây, rất là trơn nhá. Lúc đi là em cũng phải đi từ đó qua đây. Bây giờ về là cũng phải vượt qua cái dòng suối lớn này để về nhà. Đoạn nước kia khá là sâu và xiết, tuy nhiên thì em sẽ chạy được qua đoạn đấy để mà về. Và cái hành trình ngày hôm nay thì kết thúc tại đây rồi. Xin hẹn gặp lại các anh chị, cô chú trong những cái hành trình đi rừng tiếp theo của em ở trên kênh nhé. Xin chào.